Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua với Cà Phê Sáng và trở lại phần cuối của chương trình hôm nay. Trước khi chúng tôi gặp gỡ giáo sư Thanh Mai vào cái ngày đại hội của họ, thì quý vị cho phép chúng tôi gửi đến tất cả các tin tức đặc biệt về World Cup 2018 đến bây giờ. Sau qua 45 phút thi đấu ở hiệp nhất, hai đội Thụy Sĩ và Thụy Điển vẫn giữ tỷ số 0-0. Và đây là một trong những cái trận đấu quan trọng để quyết định đội nào vào trong. Chắc là hiệp 2 sẽ là một trong những trận đấu nghiêng ngửa và có thể nói rất là khó có thể nói được một cái sự kiện gì để chúng ta có thể nói được về cái cuộc tranh đua của hai đội này. Và bây giờ thì quý vị trở lại với Cà Phê Sáng chúng tôi. Hôm nay chúng tôi giới thiệu với quý vị anh Đinh Minh Thế, một trong những thành viên của giáo xứ Tân Mai, sẽ có mặt trong chương trình của chúng tôi để nói về một trong những ngày hội quan trọng. Đó là ngày hội gặp mặt toàn thế giới của những người ở Tân Mai sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 7 tới đây vào lúc 5 giờ chiều tại nhà hàng Seafood Paracel. Cà Phê Sáng chúng tôi xin được trân trọng gửi lời chào đến anh Đinh Minh Thế cùng với toàn thể giáo xứ Tân Mai. Thưa anh Đinh Minh Thế. Yeah, xin cảm ơn anh. Xin kính chào quý vị khán thính giả của đài Little Sài Gòn TV. Xin đặc biệt đến quý vị đồng hương Tân Mai. Theo như thông lệ hàng năm, chúng ta sẽ tổ chức ngày đồng hương hội ngộ vào ngày 22 tháng 7 năm 2018 kể từ lúc 5 giờ chiều tại nhà hàng Paracel Seafood Paradise nằm trên đường Brockhurst. Kính thưa quý vị, nếu nói đến giáo xứ Tân Mai thì những người sống ở tại Biên Hòa đều biết đến từ ngã ba Tam Hiệp đi về trên con đường thẳng đến thành phố Biên Hòa, một trong những cái nơi định cư của những người vào năm 1954 rời miền Bắc vào miền Nam. Họ là những người thuộc những giáo xứ của địa phận Bùi Chu ở ngoài Bắc Việt. Và một trong những cái cơ sở, một cái trại định cư rất lớn lao với một cái nhà thờ rất là khang trang, với một phía trước một cái nhà tòa hành chánh của cái xã ở trong, gọi tôi hình như xã Bùi Tiến phải không anh? Dạ, Bùi Tiến đúng. Của giáo xứ Tân Mai. Người Tân Mai họ sống, họ đoàn kết với nhau, họ làm ăn, và có thể nói đây là một trong những biểu tượng thành công của những người Bắc di cư vào năm 1954. Và sau khi miền Nam rơi vào tay Cộng sản vào năm 1975, cái giáo xứ đó vẫn tồn tại và họ sống vẫn quây quần với nhau. Một phần lớn, một số người ở giáo xứ Tân Mai đã rời khỏi giáo xứ của họ để đi định cư khắp nơi trên thế giới. Nhưng chắc quý vị nếu có điều kiện trở về đó thì quý vị thấy hàng năm vào lễ Giáng sinh, đây là một cái tụ điểm mà đặc biệt rằng sinh hoạt tôn giáo có thể nói rất là nhộn nhịp và rất là vui vẻ. Và cái tình gọi là thân hữu của những người ở giáo xứ Tân Mai là một cái bài học cho những người dù đi khắp nơi ở trên thế giới họ vẫn nhớ và hướng về cái giáo xứ của họ. Thế thưa anh, đến bây giờ thì giáo xứ Tân Mai của anh hiện nay ở khắp nơi trên thế giới phải không thưa anh? Dạ, thưa anh, giáo xứ Tân Mai, những người con của Tân Mai hiện tại có mặt ở rất nhiều quốc gia trên thế giới. Yeah. Phần lớn có mặt tại ngay khu Little Sài Gòn của chúng ta. Và một số anh chị em ở các nước khác thỉnh thoảng cũng thường đến tham dự. Thế năm nay thì quý vị tổ chức cái ngày họp mặt của những người giáo xứ Tân Mai thì quý vị có mời tất cả những cái người ở từ Canada, từ bên Đức hay là từ Việt Nam đến không thưa anh Đinh Minh Thế? Dạ, hiện tại thì chúng em không dám nói chắc, nhưng qua những năm vừa qua thì chúng em có các quý vị đồng hương từ Canada, có quý vị từ bên Úc qua để tham dự, có vị từ Việt Nam, mà không những chỉ có một người, hai vợ chồng cùng đi để đến để tham dự. Rồi rất nhiều có những năm nay từ tháng 2 chúng em đã bắt đầu có các quý vị đồng hương đã liên lạc, và đặc biệt năm nay có một cặp vợ chồng của bà cụ đó đã rời Tân Mai khá lâu, vâng, rất lâu rồi, thì cụ muốn hỏi để cụ đến thăm đồng hương Tân Mai lần đầu tiên trong đời.
Wow, kính thưa quý vị, chúng ta ra đi mang theo quê hương và chúng ta mang theo hình ảnh làng xóm quê hương của chúng ta. Có thể nói giáo xứ Tân Mai là một cái ngôi làng của những người Bắc Việt di cư vào Nam. Họ sống đoàn kết với nhau và họ luôn luôn tìm cách để giúp đỡ trong cái tình thân ái với nhau. Chúng tôi không đề cập đến vấn đề tôn giáo ở đây, nhưng kính thưa quý vị, họ là một trong những tập thể mà dù ở nước ngoài họ cũng gắn bó với nhau luôn luôn hàng năm theo sự hiểu biết của chúng tôi. Và chúng tôi cũng hay thường thường gặp gỡ giáo xứ Tân Mai mỗi năm một lần thì họ có tổ chức một cái ngày hội. Và nếu tất cả những người nào có những gì liên quan hoặc vui là thân hữu với giáo xứ Tân Mai thì quý vị có thể đến nhà hàng Seafood Paracel vào ngày 22 tháng 7 vào lúc 5 giờ chiều để gặp gỡ lại những người thân đã một thời sống bên nhau ở tại giáo xứ Tân Mai. Thưa anh Đinh Minh Thế, thì đến bây giờ là anh dự trù cái cuộc gặp gỡ này có thể có sự hiện diện của bao nhiêu người nè? Dạ, chúng em dự trù thì chắc có lẽ khoảng chừng trên 200 người. 200 người thôi. Nhưng cũng có thể có sự hiện diện của các linh mục ở các nơi đến tham dự. Vâng. Kính thưa quý vị, khi chúng ta nói đến giáo xứ Tân Mai thì chắc là chúng ta phải nói đến là nơi đào tạo cũng giống như có một cái sự liên hệ rất nhiều với tất cả các vị linh mục Công giáo, vì chắc là quý vị cũng đã biết là giáo xứ Tân Mai họ quây quần sống với nhau trong cái tinh thần của một giáo xứ, bởi thế vấn đề lãnh đạo tinh thần là một cái vấn đề rất là quan trọng, phải không thưa anh? Dạ, mình thấy. Vâng. Thế thì đến bây giờ thì quý vị cũng có cơ hội sẽ gặp gỡ một vài vị linh mục ở tại Việt Nam hay là linh mục của Tân Mai đi khắp nơi trên thế giới gặp gỡ trong cái cuộc ngày hội ngộ này thưa anh. Dạ. Yeah. Chúng ta nói đến đồng hương của chúng ta, quý vị đã thấy rất nhiều đồng hương Bến Tre, đồng hương Biên Hòa, đồng hương Cần Thơ, chỗ nào cũng có. Nhưng sở dĩ chúng tôi mời giáo xứ Tân Mai lên là vì chúng tôi thấy họ chỉ là một cái nhóm nhỏ với nhau, họ là một cái làng nhỏ với nhau, nhưng ra đi họ vẫn giữ được cái tình thân hữu đó. Đó là một trong những cái sự gọi là đặc biệt và chúng ta hình diện về những người Việt hải ngoại của chúng ta. Đến bây giờ thì lại nhiên chúng tôi muốn anh Định Minh Thế nói gì với những người Tân Mai, với những người chưa biết Tân Mai về cái ngày hội ngộ của anh, thưa anh Định Minh Thế. Dạ. Câu hỏi hơi bất ngờ anh. Anh bất ngờ. Thôi thì đồng hương Tân Mai hội ngộ, xin kính mời quý vị đồng hương, kính mời quý vị thân hữu. Tuy rằng quý vị không phải là sống hoặc là lớn lên từ giáo xứ Tân Mai, xin mời quý vị cũng đến tham dự để biết về giáo xứ Tân Mai, để biết về cái cách sinh hoạt của anh chị em đồng hương Tân Mai. Và đặc biệt mời anh Đoàn Trọng, anh cũng là đồng hương của Tân Mai. Thank you, cảm ơn. Kính thưa quý vị, tôi cũng là sau năm 75 thì tôi cũng có điều kiện đi ngang qua cái giáo xứ đó rất nhiều, cũng có những người bạn ở đó. Và hôm nay thì một lần nữa chúng tôi vinh dự và có thể nói rằng để tạo một cái niềm tin với những người hải ngoại chúng ta, dù chúng ta ra đi, chúng ta sống ở góc nào, chúng ta vẫn nhớ đến cái nơi mà chúng ta đã một thời có nhiều cái kỷ niệm, có nhiều dấu ấn trong cái cuộc sống của chúng ta. Bởi thế vào ngày 22 tháng 7 tới đây, vào lúc 5 giờ chiều, nếu quý vị có điều kiện hoặc là những người quen biết và thân hữu với Tân Mai hoặc là những người giáo xứ Tân Mai, quý vị có thể đến tại nhà hàng Seafood Paracel để cùng với anh Đinh Minh Thế và giáo xứ Tân Mai có một cái ngày hội ngộ. Và chắc là chúng tôi hy vọng và chúc quý vị có một ngày hội ngộ rất vui. Mời anh Đinh Minh Thế. Dạ. Xin cảm ơn sự chiếu cố của đài Little Sài Gòn TV, anh Đoàn Trọng. Cách riêng đối với anh Đoàn Trọng, xin cảm ơn sự chiếu cố của quý vị đồng hương, quý vị khán thính giả đài Little Sài Gòn TV, và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày đồng hương hội ngộ ngày 22 tháng 7 năm 2018. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi một cà phê sáng, lại nhiên chúng tôi không có nhiều thì giờ, nhưng chúng tôi rất quan tâm đến tất cả các sinh hoạt của cộng đồng. Bởi thế tất cả các cái tổ chức hoặc là quý vị có những cái điều kiện đặc biệt để gặp gỡ nhau, vui lòng quý vị liên lạc với chúng tôi để chúng tôi có điều kiện gửi đến tất cả những tin tức. Lại nhiên thế hệ của chúng ta rồi cũng sẽ đi qua, nhưng chúng ta không thể nào mất đi những hình ảnh thân yêu của một Việt Nam của chúng ta, dù chúng ta sống ở hải ngoại. Đó là lý do. Và chúng tôi hy vọng quý vị sẽ hợp tác với chúng tôi. Quý vị cứ gọi điện thoại cho chúng tôi biết. Và nếu có điều kiện được thì chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ quý vị để có điều kiện giới thiệu cái tổ chức của quý vị đến với cộng đồng người Việt ở hải ngoại qua chương trình Cà Phê Sáng. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự có mặt của quý vị. Một lần nữa cũng xin cảm ơn anh Đinh Minh Thế đã
Đinh Minh Thế đã bỏ thì giờ quý báu đến đây cùng với chương trình Cà Phê Sáng của chúng tôi. Và hy vọng đại hội của quý vị thành công, một ngày họp bàn rất là thân hữu và chúng ta cầu nguyện cho nhau nhiều hơn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi sáng nay với Cà Phê Sáng, và đặc biệt quý vị bằng giữ 56.7 và 18.9 để cùng với Hoàng Trọng Thủy và Thảo Yên qua Thời sự Thế giới. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Kính thưa, xin lỗi quý vị, ngày mai chúng tôi được nghỉ vì ngày mai là ngày July 4 và chúng tôi được nghỉ một ngày. Happy birthday với là nước Mỹ.